Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft tận thế zombie. Tình hình là rất tình hình. Cái ruộng của mình các bạn nhìn kìa. Cái thanh niên này vô ruộng mình, ruộng hết cái đám lúa của mình rồi. Trời đất ơi, ruộng lúa mình chưa dám thu hoạch. Nó vô nó gặt không còn một miếng luôn, mà nó gặt nó không trồng lại nữa chứ. Nó còn định vô trong kia nó gặt thêm lúa của mình nữa kìa. Rồi ngươi thử vô chổng ơi. Bây giờ ngươi thử vô chổng gặt lúa ta đi. Trời đất quỷ thần ơi. Mình lấy mấy cưa, mình cưa con zombie này ra. Mình đi hầm đu đủ. Cưa nó ra là hầm đu đủ thôi. Quá trời quạo rồi. Không chấp nhận được luôn á. Trời phạt ơi. Có cơ. Nó quét sạch tích luôn. Cày thế không biết. Thiệt tình luôn. Thôi giờ giận rồi. Không chơi mấy zombie này nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy cây cúp của mình á. Ủa, cây cúp mình đâu ta? Khoan. Hôm nay thì mình cần cây cúp á. Để mình sử dụng cây cúp của mình đi đào khoáng sản một chuyến ha. Bữa nay mục tiêu chính của mình là chế tạo ra một khẩu súng có sát thương diện rộng. Và khẩu súng đó thì mình cần phải có một số quặng, chẳng hạn như là quặng graphite nè, cũng như là quặng lưu huỳnh ha. Đây là hai loại quặng rất là cần thiết luôn. Để mình kiếm cây cúp coi. Ủa không lẽ cây cúp mình vứt ở đâu rồi hả ta? Tiêu rồi. À, nó trong ba lô, nè. Đây rồi, có cúp rồi. Đi đào khoáng sản luôn nhờ. Tranh thủ. Mình vừa qua được một đêm trăng máu rồi. Nên bây giờ chắc là ban ngày á, chỉ có điều nó hơi mưa một xíu thôi. Ngày mưa tối trời tối đất luôn mà. Thôi chắc không sao. Mưa mà ban ngày thì cũng đỡ. Đi. Đi kiếm một cái hang rồi chúng ta sẽ đi đào quặng. Trước mắt là quặng Rafita này trước, tại vì cái quặng này mình tìm hơi khó nè. Không biết là nó xuất hiện ở trong hang là ở trên núi giống như quặng Lưu Quỳnh ha. Ồ, một cái căn nhà gì nè. À được. Sẵn khám phá công trình luôn cũng được. Xuân dư thử. Ủa? Ủa sao tới đây nó dừng rồi? Trời ơi. Đừng nói công trình lừa nha. Mình nghe tiếng zombie rồi đó. Đập cái này ra luôn coi. À đây nè, nó giấu phía trong này. Ui ui. Hơi nhiều nhện. Trong này có vẻ hơi nhiều nhện. Rồi trong này thì sẽ cho mình cũng không có nhiều đồ lắm. Wow. Hay là tại đây chưa phải là chỗ chứa đồ xịn ta. Cũng hơi căng ấy. Ồ, có vẻ là đồ ở mấy cái rương này chưa có xịn lắm ha. Chắc mình phải tìm một căn phòng nào đó chứa đồ xịn thôi. Ui, nó còn ngay một cái khu mỏ nữa. Ồ. Được vậy. Wow, các bạn coi nè. Hang động khoáng sản đây rồi. Cả đống khoáng sản luôn. Từ ngọc lục bảo nè. Trên kia còn có cả kim cương nữa. Vàng các thứ đều rất là nhiều ha. Chiến này giàu rồi. Còn đây là quặng gì đây? Violet Cave Crystal. Những cái pha lê gì á. Ồ mà lấy về trang trí được luôn nè. Hợp lý thế ta. Nhưng mà thôi giờ trước mắt mình lấy khoáng sản trước đây. Nhưng mà ở đây thì nó không có quặng Rafite thứ mà mình đang cần ha. Cái quặng này thì nó khá là giống quặng than, nhưng mà kiểu nó mờ mờ nhạt nhạt hơn á. Không biết phải quặng đó không ta. Đi xuống dưới coi thử. Không, cái này là quặng tin rồi. Cái này là quặng than rồi nè. Vậy là không có Rafite dưới hang rồi ha. Nhưng mà sao kim cương hoài vậy. Cho nhiều người ta bị thích đấy. Cho tôi gặp Rafite đi. Cái này có phải Rafite không? Không luôn. Trời ơi, toàn là than không vậy trời. Ừ quên. Tính nhà mình cũng cần than để nung đồ mà. Gặp mà bỏ hoài vậy. Quên. Tranh thủ lượm luôn ha. Rồi vô đây đá được ít kim cương cũng ok. Tại vì sắp tới nếu làm mấy cái phương tiện xịn xịn hơn á thì nó lại cần kim cương ấy.
Nên giờ mình tranh thủ mình hốt được nhiêu kim cương thì mình hốt. Nó vẫn còn đường đi xuống dưới nữa nè. Mà sao cái hang to như vậy mà lại không có cái quặng Graffite ha? Nó cũng hơi vô lý á. Còn có slime nữa. Được quá luôn. Công thức ngày hôm nay thì vẫn cần slime nha. Gặp được cái hang này là đúng bài luôn rồi đó. Một khối slime thì mình sẽ đổi ra được hình như 9 cục slime lận á. Đúng không? Đúng luôn. Rồi rồi rồi, 10 cục là 90 cục slime. Quá xa đã. Có lý cái hang này được nè. Sao? Bây giờ muốn qua đây lắm đúng không? Nhưng mà không bé ơi. Bé không follow anh mà bé đòi qua đây. Anh không cho đâu. Cho xuống dưới luôn. Muốn qua nhưng mà đâu cho. Trời, cái gì cũng phải cái có cái giá của nó chứ. Thôi chắc giờ mình sẽ vô khu mỏ mình lục lọi xíu đây, nhiều khi vô khu mỏ lại gặp quặng Raffite đó. Quặng than vẫn là than không à, kỳ ghê á. Ui vô hang khác luôn rồi nè. Ui ở dưới còn công trình nữa, gì tùm lum công trình nó dính vô nhau vậy? Công trình này là công trình gì nữa đây? Ào ào, công trình này có xương. Ui hết đạn hết đạn. Công trình này xương với nhện không à. Ui nhiều rương lắm, nhiều rương lắm. Tranh thủ tranh thủ. À còn có cả táo vàng nữa. Hợp lý vậy. Cho. Ừ đúng rồi, chơi chơi nhau, phanh nhau phanh nhau. Đúng rồi. Nó láo tét với sườn. Sườn trong này nó giang hồ lắm. Các bạn thấy rồi đấy. Nóng lên là lấy cận chiến ra quất luôn mà. À đây rồi, đây rồi. Mình đã tìm được cái rương chứa đồ xịn trong công trình này rồi. Ai chà chà. Được nha. Nó cho mình một cái rương sugar là thấy thích đây nè. Lẻ tên, quá trời đuốc, áo vàng. Một quyển sách cường hóa khá là tốt luôn. Áo vàng tiếp. Đi vô đây cẩn thận nha. Mình chạy nhanh lắm nên vô đây hơi rén. Nhung nhau không à. Ui công trình nó thiết kế cái đường đi đúng lừa luôn á. Đi một hồi lại trở lại chỗ trung tâm nè. Cay vậy. Không được rồi. Quay xe. Đổi hướng. Qua đây. Bên đây thì lại đường cùng. Công trình nó đúng kiểu lừa người chơi luôn. Được, dám lừa mình hả? Càng lừa thì mình càng phải đi. Ok, các bạn thấy cái rương chưa? Đồ ngoài đó đó. Lụm thôi. Nope. Sao bèo thế? Mình cứ nghĩ là cái rương khó lấy như vậy thì phải đồ xịn chứ. Nhưng không, công trình nói không các bạn ơi. Nó vẫn bèo. Sau khi đi khám phá dưới hang một lúc thì mình mới chợt nhận ra là không phải là dưới hang là có thể gặp được Raffite rồi. Cái quặng này gì mà có vẻ khó tìm ghê luôn á. Để mình thử mình kiếm một cái núi gần nhà coi. Coi coi có gặp được quặng Raffite không á. Ủa? No, cái này là đi về nhà rồi. Đi tìm một cái núi trước. Có núi rồi nè. Giờ coi có Raffite hay không. Lưu Quỳnh là có chắc rồi nè. Đấy 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 đấy. Có Lưu Quỳnh. Ai chà chà, Lưu Quỳnh đào một lần hình như nó không dùng được gia tài hay sao ấy. Cái này quặng than. Raffite thì nó rất là giống than á. Chỉ có điều nó nhợt hơn thôi. Nhìn trên núi là mình không thấy nữa nè. Toàn là than không à. Vậy thì Raffite kiếm ở đâu trời? Chết không? Toàn gặp than như vậy thì sao mà chế được súng? Căng như dây đờn nha, bữa nay là có vẻ hơi căng nha. Để mình xử gọn zombie bay để mình hốt thêm ít lưu huỳnh cái đó. Hốt lưu huỳnh. Hồi nãy giờ mới đào được có 8 lưu huỳnh thôi. Mình cần rất là nhiều lưu huỳnh đó.
cũng như là graffiti. Nhấn cái gì quan trọng nhấn mạnh là nhiều lần á. Mặc dù nhấn mạnh nãy giờ đó nhưng mà chẳng thấy đâu hết. Buồn ghê. Trong hang không có. Rồi lên núi cũng không thấy. Rồi rốt cuộc nó núp ở đâu vậy? Rồi sao mới có cái quặng đó đây? Nè, khi mình đào graffiti thì nó sẽ ra những cái graffiti chân ha. Đó là thứ rất là cần thiết trong việc chế tạo đây. Không có nó là coi như toan luôn. Nghĩ chế tạo súng luôn. Wow. Đây là ngôi làng thứ hai mà mình gặp được. Từ ngày hôm qua tới bữa nay. Đã nha, nhưng mà hiện tại thì khá là nhiều zombie ở xung quanh cái ngôi làng luôn á. Những mấy dân làng thì không chịu vô nhà núp nữa. Mấy thợ rèn còn đứng ở trong đó làm việc cơ. Zombie nó cạn tới nơi rồi. Mình phải bảo vệ dân làng thôi. Có rồi. Hôm nay chưa kịp chế tạo súng tấn công diện rộng nữa. Cái tên này nữa. Thích đọ cưa hay gì? Xuống đây. Cưa lộn. Vô. Cưa lộn. Vô. Bữa nào cũng muốn cưa lộn với tôi vậy đó. Này thì muốn cưa lộn mà. Tính nóng võ công hơi bị cao. Con này nữa. Đi ra chỗ khác. Rồi các bác gân dân làng cứ yên tâm mà làm việc. Sống chết tôi cũng phải liều mạng bảo vệ mấy bác cho. Tôi là chiến binh quả cảm mà. Nhiều quá thì chạy thôi chứ không có gì đâu. Đừng sợ. Rồi, có chỗ cố thủ luôn nè. Hợp lý quá rồi còn gì nữa. Ui, sao hụt hết đi. Không ổn rồi, đêm trong máu gần qua rồi à. Bé dân làng ơi, có đồ không? Cái gì dân làng trong đây giàu vậy? Trời. Ui, dân làng trong đây đúng rít kít luôn. À, mấy bé dân làng này giàu mà ém ha. Giờ mới phát hiện. Bác hư lắm, có đồ mà cứ giấu thôi. Đầm hết. Vô nhà đi. Một hồi đạn lạc chết bây giờ. Nguy hiểm lắm. Nó cầm súng không đấy. Vô nhà đi, đúng rồi, chạy đi. Ui. Ghê thiệt. Cái bé dân làng nó không sợ luôn á. Dám đứng kế bên mình trong khi mình đang chiến đấu với bọn cầm súng chứ. Được, nếu bác tin tưởng tôi sẽ bảo vệ bác. Đừng lo. Cứ đứng sau lưng tôi. Ủa đâu rồi, chạy đâu rồi? Ok, kêu đứng sau lưng mà. Đấy. Anh em xương máu gì đó. Chết luôn. Rồi, trời gần sáng rồi, gà chuẩn bị gái rồi. Mình cũng té thôi. Ui. Tiêu diệt nốt mấy con gần làng trước đã. Nguy hiểm quá. Ủa chắc mình té thôi. Bảo vệ làng tới đây được rồi. Mình còn phải đi làm nhiệm vụ của mình nữa. Ui da, ai da. Tranh thủ lấy ít. Ủa. À đây rồi. Mình đã tìm được quặng graffiti rồi. Yes. Nó nè. Oh. Có rồi nha. Ôi da, đau quá. Ui. Lụm có ít graffiti mà bị bọn chúng bắn quá trời. Không dữ không? Dám bắn mình hả? Bắn mình à? Này thì không cho mình farm hả? Rồi, để coi một lần mình đào được bao nhiêu. 4. Như vậy thì nó có áp dụng được gia tài đối với cái quặng graffiti ha. Ngon, chỉ cần có dùng được gia tài là ok rồi. Lấy hết luôn. Ôi, tha hồ mà kiếm mang về. Như vậy thì nó vẫn giống như quặng Lưu Quỳnh á, là nó sẽ xuất hiện ở vùng núi đấy. Cũng tin thôi. Giờ lấy graffiti thôi. Nhưng mà có vẻ nó hơi ít gặp một tí. Nó không có nhiều như Lưu Quỳnh thì khá là nhiều luôn. Tìm nó muốn mờ cả mắt luôn á. Nó mờ, cái quặng nó khó nhìn lắm. Nó như cục đá bình thường thôi. Họa tiết thì giống cục than nhưng mà nó rất là mờ nhạt luôn. Đây là núi mà nhìn xuống dưới coi. Vẫn không có này. Sao đợt nãy hiếm ghê ta, tự nhiên gặp được 2 quặng. Ok, nó cho mình đúng 2 quặng thôi à.
Hai quặng thì có bị ít quá không? Cho thêm miếng nữa đi. À, ủa? Cái này là lít. Trời ơi, tưởng đâu quặng ra phi te. Quýt. Rồi luôn rồi đó. Tìm cái quặng ra phi te quá 180 phút. Nhìn quặng lít cũng bị nhầm nữa. Nó cứ na ná nhau ấy. Khó rồi, khó rồi. Khúc này còn không? Khúc này toàn là lưu huỳnh không à. Thôi mấy ông dân bay cho tôi đào miếng lưu huỳnh đi. Đừng có khịa nữa. Ban đêm rồi chúng ta giao lưu đấu súng với nhau. Giờ cho đi tìm súng. Ủa tìm vật liệu làm súng đi. Dưới này có không? Dưới này lưu huỳnh không à. Ở đây 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 đây. Ram phía té đây rồi. Hai quặng nữa là được 12. Đã 16 rồi. Đó lâu lâu. Rồi 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 đúng ngay. Ủa cái này lít hả? Ok quê vậy. Tưởng đâu trúng bánh rồi chứ. Nè 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 nó nè nó nè. Phải thế phải thế. Được nhiêu rồi? 22 rồi. Ngon ngon. Ở đây có phải nữa không? Không không đây là lít. Ồ, trước mặt mình là nhà của một bà phù thủy, mà không biết bà có nhà không? Thường thường bà phù thủy hay chơi đồ ban ngày lắm. Ban đêm đi bay lắc rồi ban ngày về nhà chơi đồ, đó 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 đó, đang nấu đồ chơi đó. Kỳ phát hiện đó đó, thấy chưa mình nói gan à. Ngày lúc nào cũng chơi đồ đó. Đó đó, kỳ thấy chưa, chơi đồ xong kìa. Bị ảo giác xong xuống nước tắm kìa, thấy chưa. Chơi đồ lên ta lên tinh. Thấy chưa, mình nói rồi, mình như là Shinichi Cu Lộc vậy đó. Biết ngay mà, đó nói thấy chưa. Cái này là phải trừ khử thôi. Nghiện ngập quá rồi. Hư hỏng quá rồi. Không được. Giải thoát thôi, chứ để nghiện ngập gì thì hỏng người. Rồi. Ồ, thấy chưa, nấu thuốc sạch banh cái vạt luôn kìa. Vét không còn một giọt luôn mà. Quá là nghiện ngập rồi bà phù thủy ơi. Ủa, ở đây có con gì dễ thương vậy? Ôi trời. Ở đây có như mấy con ếch nè, ếch dễ thương vậy. Ú ì à. Trời ơi, tưởng con gì không á. Giờ thì chắc mình phải đi tìm một cái núi khác thôi. Cái núi hồi nãy thì mình đã đào sạch quặng Raffite rồi, phải tìm một cái núi khác thì may ra mới có thêm ấy. Mình đi tìm núi nhưng mà một hồi đi tới sa mạc luôn rồi. Sợ thiệt. À, trong đây có một cái cửa hàng của bọn zombie nữa nè. Giờ thì vô xử mấy con zombie nữa là xong. Vô. Cưa nó. Này, zombie nè, đóng cửa lại. Đút thôi. Tại vì trong đây thường là sẽ có rất là nhiều những cái fuel tăng á. Ta hồ cho mình loot luôn á. Nữa nè. Rất là nhiều. Quét sạch, quét sạch. Rồi. Đẹp rồi ha. Ngoài ra thì chẳng còn gì giá trị khác. Ê, con kiến này. Còn kiến hư hỏng. Kiến ở vùng sa mạc đúng nhiều luôn á. Kiến lửa không à. Nó chích đau muốn chết à. Và cái làng này thì có vẻ còn khá là nhiều dân làng á. Chỉ tiếc là không có dân làng. Ôi. Ôi no. Giờ bay đánh hơi ra được rồi. Chạy đi mấy dân làng. Chạy đi. Nó tới rồi. Tránh ra, không cho các người ám sát dân làng đâu. Mình sẽ bảo vệ dân làng. Đi đến đâu phải bảo vệ làng tới đó ha. Dám láo tét hả? Tránh xa ngôi làng này đi. Chạy đi, thấy zombie không chạy mà còn nhìn nữa. Đừng nghĩ y nha, nó cắn một phát một ha. Là lên thiên đàng luôn đó. Ngồi trên này ngó ngó xuống coi coi có không. Nhưng mà toàn than không à. Ở dưới thì có lưu huỳnh ha. Ít ra thì lưu huỳnh còn có ở dưới hang. Dưới khe nứt đồ. Còn quặng mình tìm thì nó không có luôn. Ủa có đôi giống kim cương vậy. Trời ơi nó là tin đấy. Không phải kim cương đâu. Quỷ. Ồ. Khu mỏ. Ui, có mấy dân. Có dân bay. Xém ném vùng trọng là bị ép sọt rồi. Đâu dễ dụ mình được. Mình đề phòng liền.
Ui dù hết đạn hết đạn. Ui hình như vô đây không ổn lắm. Vô đây quái nó dí là hết chạy luôn á. Nhưng mà dưới này nó có nhiều khoáng sản quá. Để mình coi coi dưới đó là khoáng sản gì. Vàng, titanium, hoặc cluster này. Ui cái này đào không được. Thôi 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 thôi, thôi. Chạy chạy chạy. Ui cái quặng đó đào không được. Xem đây là bỏ mạng ở đó rồi, nguy hiểm quá. Núi đây, núi đây, núi đây. Thứ mình cần là một ít quặng nữa thôi. Để mình về mình làm súng là mình có thể quẩy được rất là căng rồi. Ui da, ai da. Gán lên, trời mưa hơi khó nhìn xíu. Nhưng mà phải căng con mắt lên mà nhìn và tìm quặng ha. Kệ. Ai rồi cũng ăn hành thôi. Tập ăn hành đi là vừa. Bữa nay thôi chứ một xíu ha. Mình mà có súng thì là một câu chuyện khác. Chẳng qua là chưa có súng chuyên dụng thôi. Vẫn không có cái quặng mình tìm ta. Sao toàn là lít không à. Lít mình đâu có cần đâu. Ê rồi. Hiếm lắm mới có một chỗ nè. Mà một quặng. Trời đất ơi. Đây nữa đây nữa. Lần này thì được 4 quặng 5 quặng luôn. Được nhiêu rồi? 28 rồi. Mình gán tìm cũng cỡ một stack á. Hồi giờ mới được 28 thôi. Đây liệu gần mấy quặng đây. Rồi. Đủ rồi. Đủ một stack luôn. Trời. Chịu đấm ăn xôi cuối cùng cũng đủ rồi. Thôi đi về đi về. Không nói nhiều. Về nhà chuẩn bị chế tạo thôi. Hãy đợi đấy mấy con zombie khốn kiếp. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Và khẩu súng hôm nay mày muốn chế tạo, nó có tên là GL06 ha. Đây là một khẩu súng kiểu như bắn đạn lựu đạn á. Và công thức của nó thì nó sẽ cần có 3 cái steel ingot nè. Steel ingot thì mình có thể làm từ những cái than kết hợp với sắt ha. Khá là rẻ luôn. Đây. Mình đã chuẩn bị rồi. Làm trước cái bột này đi. Ủa? À. Ủa, mình để lấy ngược à? Ủa, mình để ngược à? Không, mày kết. Trong lúc chờ đợi cho nó nấu những cái bột thép thì mình sẽ chuẩn bị thêm những cái gum metal plate ha. Và gum metal plate thì được làm từ gum metal ingot. Và gum metal ingot thì được làm từ quặng copper kết hợp với một chút tin á. Nó rẻ luôn, đây. Có ngay đây luôn. Chế thôi. Mấy cái này thì mình chế được. Rồi đem nung nó ra. Tiếp tục là cần phải nung ra khá là nhiều á. Nè, steel ingot cũng đã được làm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang làm những cái plastic plate ha. Cái này thì được làm từ đó thì chờ công thức nó rất là phức tạp luôn. Mình sẽ làm carbon fiber trước đi. Carbon thì được làm từ nè, graphite nè kết hợp với slam bond á. Graphite thì có luôn, slam bond thì chỉ cần chế ra thôi. Mình sẽ làm cỡ 9 cái carbon composite ha. 1 2 3 là 9 cái. Mình làm vừa đủ thôi, hồi nãy giờ mình ngồi mình tính cho đủ số lượng á, chứ làm dư thì ổn lắm. Mình cũng không có nhiều quặng á nên làm kiểu tiết kiệm nhất có thể ha. Ngoài ra thì nó cần phải có polymer nữa. Polymer thì nó sẽ kết hợp thêm một chút lưu huỳnh đó nha. Rồi. Ẩn luôn lưu huỳnh thì mình có đào bữa nay mà. Cũng cần 9 luôn. 1 2 3. 3 lần là được 9 cái. Đem đi nấu tiếp. Ủa có nấu không vậy? À hình như không cần nấu nha. Rồi. Giờ thì lượm mấy cái này ra thôi. Quá trình nấu khá là lâu á, mới mốt chắc phải nâng cấp cái lò thôi chứ cái lò này nấu hơi bị lâu. Cái cuối cùng. Rồi, ủa sao có 6 vậy? À dưới này nó còn nấu nữa nè. Rồi, mình sẽ tranh thủ mình làm những cái plate trước ha, gum metal plate trước. Mình cần mấy cái vậy? 3 cái. 2. 3 cái gum metal plate nè. Rồi. Lấy nốt cái carbon fiber ra. Chúng ta sẽ chuyển sang làm plastic plate ha. Đây. 1 2 3. 3 cái này thì ô trời. Nãy giờ mới làm được có một cái plastic
Lết ơi, mình cần phải làm thêm hai cái nữa thì mới đủ công thức ha. Tính ra tốn kém thiệt sự luôn á. Đây rồi, dành cả tinh sương để đợi cho nó nấu mấy cái carbon fiber nè. Và cuối cùng nó nấu cũng gần xong rồi ha. Còn cái này và cái dưới này nữa là mình đã đủ số lượng để làm ra thêm hai cái plastic này rồi. Làm hết luôn. Chế tạo ngang. 1, 2. Và đây là giây phút hồi hộp nhất. Chúng ta sẽ chế tạo ra khẩu súng GL06. Đây là một khẩu súng cực kỳ xịn đó nha. Các bạn có thể thấy sát thương của nó là 70 và chế độ bắn là bắn lựu đạn ha. Lựu đạn là không hiểu sát thương nó khủng đến mức nào rồi. Và ta-da, nó nè, nhìn nó cũng gọn gọn á, nhưng mà khi mình cầm nó thì mình sẽ bị đi chậm á. Mình cầm súng này lên là mình bị đi chậm liền, tại vì nó rất là nặng á chứ. Mình thử mình không mặc giáp thôi. Ủa thấy nó cũng vậy mà ta. Mà sao cảm giác mình cầm lên nó cứ nặng nặng kiểu gì á. Mà thôi kệ đi, giờ thì lo chế tạo đạn nè. Súng không có đạn là không được. Và đạn của khẩu súng này thì nó hơi đặc biệt một xíu ha. Là mình sẽ cần sử dụng copper, mình kết hợp với thuốc súng, thì mình sẽ tạo ra được lựu đạn. Lựu đạn 40mm. Đây, làm thiệt là nhiều đi. Ồ cái này nó có thể stack lại nè. Đã có thể stack lại thì dễ rồi. Một stack. Giờ xài xương xương stack đi ha. Xương xương stack bắn chơi thôi. Chơi chơi rồi. Đi trả thù đâu. Rồi rồi lên đạn coi, lên đạn coi. Đó, nó nhét viên đạn vô nè. Ôi mà đừng bắn dưới này. Bắn dưới này xong là xanh cỏ thiệt á. Mình nói trước gì đó. Cái súng mà phóng lựu á thì hạn chế bắn trong khu vực chật hẹp á, nếu không muốn tự mình hại mình. Rồi giờ thì đợi thôi, đợi cho zombie nó đông đông xíu ấy. Cái mình lên đạn gì đúng không? Bùm. Ủa? À, hồi nãy mình bắn không có trong tầm của nó. Nên nhiều khi cũng khó á. Cái này mình muốn test trực quan hơn á, thì mình lại cái ngôi làng mà hôm qua mình bảo vệ. Mình sẽ đứng đây để thu hút sự chú ý của zombie xíu. Ui dạ. Nó bắn mình cũng khá là rác á. Rồi mình sẽ test thử bắn con ở dưới chân trước nè. Láo nháo. Láo nháo là cho hấp cháo liền. Được được được, cái này bắn diện rộng được các bạn ơi. Hợp lý nè. Đây rồi, nhưng mà con ít quá. Kìa 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 kìa, nguyên một đàn lại kìa. Mình bắn thử lần đó à. Ủa. Cái này khó canh lắm. Tại vì nó không có biết cái tầm á, nên cũng khó mà canh được. Cái con này nó gình gình nhà bác dân làng hoài vậy. Đó, gình đi. Banh sát liền. Trời ơi, vũ khí cất công chế tạo nó phải vậy. Rồi rồi rồi, nữa nè. Nó hết sảy con bà bảy các bạn ơi. A few moments later. Một đàn zombie và một viên đạn. Oh my god. Các bạn coi kìa. Khẩu súng này thực sự rất là xịn. Cái đạn zombie có 30-40 con á. Mà một viên một gần đi hết luôn. Nữa nè. Cho nó một viên nữa đi. Nó thèm lắm. Mấy con này nó đang thèm. Nó đi rồi. Thời khắc của mình đã tới. Công nhận cái này bắn thì sướng thật á. Nhưng mà mình sợ quá. Mình sợ một ngày nào đó mình bất cẩn á, mình bắn phát là mình đi luôn á. Nên cũng phải thật là lưu ý khi dùng cái khay súng phóng lựu này. Vậy chắc sắp tới mình đã đủ vũ trang để có thể bảo vệ được dân làng rồi. Mình sẽ sớm đưa dân làng về nhà sống chung thôi á. Với súng này mà không đem dân làng về sống chung thì hơi uổng. Đó. Vậy là đủ tạo niềm tin cho dân làng rồi. Ôi trời. Oh my god, con cua đột biến. Cua hoàng đế.